Giờ thứ 9 xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cuộc sống luôn có những bất ngờ, mà phần lớn những bất ngờ đó lại đến từ những bí mật được vén màn. Có những sự thật khi được phơi bày, có người lại ước ao. Giá như tôi đừng cố khơi bi kịch đó ra. Bởi có những sự thật sau khi đã vỡ lẽ thì người trong cuộc lại không biết phải xử lý mọi chuyện ra sao cho thấu tình đạt lý. Làm sao để tất cả không ai chịu tổn thương khi những góc khuất được phơi bày. Vâng, cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là đời sống hôn nhân, tưởng bình lặng, dễ đoán, nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều những bí mật khó tin. Câu chuyện chúng tôi sắp kể với quý vị là một trong những bí mật mà những người trong cuộc đã phải thốt lên. Giá như tôi không tò mò muốn biết. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một người phụ nữ đã vén màn những bí mật của chồng mình ra sao. Câu chuyện xin được bắt đầu. Cuối cùng thì tôi cũng đã lấy chồng ở tuổi 30. Với cả gia đình, đó là một cuộc giải thoát gái ế thành công. Còn với tôi thì gần như một cuộc giải thoát khỏi tất cả những áp lực vô hình từ việc muộn chồng. Tôi có ngoại hình ổn, tính cách cũng lành và hơi hướng nội. Thế nên mặc dù có xuất thân tốt, ngoại hình tốt, công việc ổn định, tôi vẫn không có bạn trai. Chồng mới cưới của tôi chính là người đàn ông thuê nhà tôi. Anh là một bếp trưởng ở một nhà hàng nổi tiếng, là một người tốt tính, kín đáo và hướng nội như tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không phải là anh ở trọ nhà tôi, nếu không phải là cùng chung sân thượng và hay giặt đồ phơi chung, nếu không phải hàng tháng tôi phải đi thu tiền nhà, có lẽ tôi và anh sẽ chỉ gặp nhau và gật đầu, chẳng ai nói với ai câu nào mất. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn với cô gái ấy. Cô gái con của chủ nhà trọ nơi tôi đang thuê ở. Tuy có thu nhập ổn, nhưng tôi phải hỗ trợ gia đình ở quê nên mãi chưa ổn định được. Cứ thế, tuổi xuân trôi dần, bản thân cũng nhiều ẩn ức không dễ giải bày nên tôi sống khá khép kín. Vợ tôi là một người ít nói vô cùng, thi thoảng tôi mới thấy mặt cô ấy. Những lúc gặp nhau thì cô ấy chỉ mỉm cười thay cho lời chào. Bản thân tôi cũng thấy dễ chịu với cô gái này, dù tôi không hề có ý định tán tỉnh gì cả. Chỉ là thấy cô ấy có chút khác biệt với nhiều phụ nữ tôi gặp, nên tôi cũng cảm thấy tò mò. Thử nói chuyện, rồi hẹn hò và cưới. Tất cả đều diễn ra một cách bình thường và tôi hầu như không gặp phải một trở ngại nào cả. Nhà chỉ có mẹ và tôi. Ba tôi mất sớm, để lại cho hai mẹ con căn nhà rộng, đủ để ở và cho thuê tách biệt. Khách trọ đến và đi nhiều. Mẹ tôi cũng bảo tôi phải cảnh giác với đàn ông vì tâm tính tôi hiền lành, dễ bị lừa gạt. Bà chỉ có mình tôi, phải tìm người chồng tốt để nương tựa sau này. Lúc đầu do tính cách ngại ngần nên tôi cũng không dám chủ động. Khi đám cưới diễn ra, họ hàng nhà tôi, người thì nói anh chuột xa chĩnh gạo, người thì bảo tôi may mắn lấy được anh. Thực tế chỉ tôi mới biết. Rõ ràng tôi cũng có phần may mắn khi ngồi không ở nhà cũng lấy được chồng tử tế. Cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi. Chỉ khác là trước kia tôi ở tầng trên thì giờ thêm cô ấy. Căn phòng cũng bài trí lại cho giống một tổ ấm. Mẹ vợ tôi là người hiền lành, trước đối với tôi thế nào, sau vẫn như vậy. Tôi cảm thấy mình cần một gia đình như thế, một nơi để tôi có thể gỡ bỏ được những áp lực về chuyện riêng tư của chính tôi. Tuy thế, cuộc sống hôn nhân chẳng phải màu hồng. Tôi và vợ từ khi hẹn hò đến lúc chung phòng thì chưa hề đụng chạm thân mật. Nói ra chuyện này chắc hẳn chẳng ai tin. Nhưng có lẽ do cô ấy nhút nhát, bản thân tôi cũng nhiều nỗi niềm. Cho nên cả hai, từ lúc hẹn hò cho đến lúc chung giường, mới chỉ nắm tay, ôm hôn, chưa hề đụng chạm thân mật hơn. Cũng vì chuyện này mà tôi cũng thấy chồng tôi có gì đó hơi lạ so với đàn ông khác. Thực ra trước đây tôi cũng đã từng hẹn hò với mối tình đầu. Đó là một mối tình cũng khắc cốt ghi tâm, vì anh ta lấy đi sự trong trắng của tôi. Tôi cứ nghĩ người đó sau sẽ là chồng mình. Sau bao lời hứa hẹn của anh ấy, cuối cùng chỉ có tôi là ngây thơ. Còn anh sau khi đã có được tôi thì lại no sôi chán chè. Nhìn đâu cũng thấy tôi đầy khuyết điểm. Tôi thu mình,
và chẳng nghĩ đến chuyện hẹn hò cho đến khi người đàn ông hiền lành này đến nhà tôi thuê nhà. Những trao đổi thường ngày với anh tạo cho tôi một sự tin cậy và trực giác mách bảo anh là người tử tế. Cứ thế, tôi nới lòng phòng bị với anh và để anh bước vào cuộc đời mình. Từ cách yêu của hai người đàn ông bước vào đời tôi lại càng thấy chồng tôi rất lạ. Tôi vốn rát gái, nói chung là hơi khô khan và không biết thể hiện tình cảm. Hồi còn trẻ, có hẹn hò với một cô, cách tôi thể hiện cũng không khác bây giờ là mấy. Vì thế nên cô ấy mới chia tay sau vài tháng hẹn hò. Khi thấy vợ tôi bây giờ, lúc đầu tôi cũng không dám tiến tới vì nhát. Nhưng sau khi chuyện trò bình thường thì tôi thấy người phụ nữ này còn nhát hơn cả mình. Có một cái gì đó bí ẩn và nội tâm khiến tôi muốn nói chuyện nhiều hơn. Ở bên cạnh cô ấy, tôi thấy như đang ở cùng một người bạn thân hiểu mình mà không cần phải nói ra, cũng không sợ những bí mật của mình bị tiết lộ. Nếp sinh hoạt của tôi trước đây thế nào, sau kết hôn vẫn duy trì như thế. Tôi cứ tưởng chuyện đó cũng là bình thường, vì vợ tôi chẳng nói gì mỗi khi tôi đi sớm về khuya. Hóa ra không phải vậy. Này, mẹ thấy nó lạ lắm. Mẹ tôi nói thế khi thấy chồng tôi cứ thi thoảng lại đi qua đêm không về. Có khi nào nó lén phén ở ngoài không con? Tôi trấn an mẹ rằng chồng tôi nhiều khi phải tiếp khách VIP. Vì anh ấy là bếp trưởng nên nhiều khi khách chưa về thì anh ấy cũng chưa rời việc mà về được. Nói để trấn an mẹ như vậy, nhưng tự dưng tôi cũng thấy lấn cấn trong lòng. Trước đây vì là khách trọ nên tôi cũng không để ý việc anh đi lại. Nay là chồng mình nên tôi cũng thấy tần suất anh về muộn, có khi đến sáng mới về khá nhiều. Có lần tôi đột ngột đến nhà hàng nơi chồng tôi làm việc để xem có phải thực sự chồng tôi đang ở đây không, thì thấy anh vẫn đang làm việc. Tôi cũng bớt hoài nghi về chồng mình. Tôi thoáng thấy vài lần vợ tôi đến trước cửa nhà hàng. Khi thì nhân viên nói lại, khi thì tôi nhìn thấy. Vốn nhạy cảm nên tôi cũng hiểu. Chắc vợ thấy tôi hay vắng nhà nên không an tâm. Thế nhưng tôi cũng không muốn giải thích nếu như vợ tôi không hỏi. Có hôm vợ tôi hỏi, ở chỗ anh làm có nhiều nữ nhân viên không? Tôi thật thà trả lời, có một kế toán với một thu ngân, các cô ấy già gần bằng tuổi mẹ mình, còn lại toàn là nam hết. Nhà hàng anh phục vụ khách nam là chủ yếu. Thấy vợ không nói gì, tôi cũng không nói thêm nữa. Mặc dù chồng tôi không có biểu hiện gì của việc ngoại tình, nhưng tự bản thân tôi cũng thấy không ổn. Từ ngày kết hôn đến giờ đã là 3 tháng, chúng tôi chưa hề chung chăn gối như một cặp vợ chồng mới cưới. Mà giờ nghĩ lại, chúng tôi mới chỉ cầm tay và hôn má nhẹ một lần, còn lại chưa hề ân ái như một cặp đôi bình thường. Tính tôi vốn thận trọng, lại hay xấu hổ, mẹ lại quản chặt, nên trước hôn nhân tôi không bao giờ dám vượt giới hạn. Anh cũng là người y hệt tôi. Tôi cứ nghĩ đó là do hai bên tôn trọng nhau. Nhưng đám cưới đã 3 tháng rồi, ngoài nằm ôm nhau ra, chúng tôi chẳng hề làm gì cả. Thú thật, tôi đã lấy đủ cớ để không phải động chạm vào người cô ấy. Với chuyện chăn gối đàn bà, tôi hoàn toàn không có hứng thú. Ban đầu, thấy vợ tôi là một người khép kín và khá thụ động nên tôi cũng an tâm với chuyện này. Nay tự nhiên cô ấy chủ động đòi hỏi, tôi cũng có chút bối rối, không biết phải làm sao. Vợ tôi từ một người rất thụ động, không đòi hỏi bao giờ, nay tự nhiên đổi tính, mua đồ gợi cảm về mặc rồi đi đi lại lại trước mặt tôi. Thấy tôi không si nhê gì, cô ấy lại lên giường nằm sát tôi, rồi thủ thỉ rủ tôi xem phim đen với lý do em chưa xem bao giờ, xem thử cho biết. Nhưng ngay cả khi xem xong rồi, tôi vẫn trơ như đá, lạnh như băng. Còn cô ấy thì nằm quay lưng về phía tôi, thở dài, thở ngắn. Tôi biết hết tâm trạng và suy nghĩ của cô ấy, nhưng tôi chẳng thể thể hiện được cái gì tốt hơn. Anh không hề chủ động trong chuyện ấy, thậm chí còn trốn tránh. Không biết bao lần tôi đã cố gắng học hết các chiêu trò của gái hư để mong anh có thể thể hiện bản lĩnh làm chồng.
Thế nhưng chồng tôi vẫn như phỗng. Có lần anh nói với tôi rằng anh bị yếu sinh lý. Dù đã chữa trị nhưng vẫn không hiệu quả. Anh mong tôi thông cảm và để anh bồi bổ mới có thể chiều chuộng tôi. Chuyện này tôi cũng không dám nói với ai. Bề ngoài vẫn luôn tỏ ra mình là một người đàn bà hạnh phúc. Vì ngoài chuyện không chăn gối ra thì anh thể hiện vai trò một người chồng, người con rể rất tuyệt. Anh chăm sóc tôi và mẹ bằng những món ăn ngon, cầu kỳ, bóp chân bóp tay cho mẹ tôi, mua thuốc bổ cho mẹ và thường đưa mẹ đi chùa vào các dịp mà mẹ muốn. Nhìn việc này, ai cũng nhìn thấy và suýt xoa, mẹ tôi may mắn có được con rể mà thương mẹ vợ như con đẻ. Tôi nghĩ việc này không thể giấu mãi. Trước sau gì cũng phải nói cho cô ấy về sự thật mà tôi muốn giấu cô ấy. Rằng tôi không thể chung sống với cô ấy như một người chồng bình thường. Nhưng ngoài vấn đề đó ra, tôi sẽ hết lòng chăm sóc gia đình này và trọn vẹn hôn nhân với cô ấy. Tuy thế, tôi cũng chưa lường trước được việc cô ấy sẽ đối diện việc tôi muốn nói ra sao. Thời gian qua, ngoài việc không chung chăn gối, thì tất cả những việc khác tôi đều hoàn thành và quan tâm đến gia đình như bao người khác. Chỉ là tôi đang nghĩ, mình sẽ giấu sự thật này đến bao giờ? Và nếu mình nói ra, thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Chồng tôi tự nhiên úp úp mở mở, bảo muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Anh nói suốt thời gian qua, anh đã không thực hiện trọn vẹn vai trò làm chồng. Do anh gặp vấn đề về sinh lý, anh không thể yêu tôi như cách của một người đàn ông bình thường. Nói thẳng ra là không thể làm chuyện ấy, dù anh đã rất cố gắng rồi. Tuy nhiên, anh cũng rất muốn có con. Hiện tại y học cũng tiến bộ, chỉ cần mình đến bác sĩ là có thể có con như ý. Về tiền nong thì anh cũng đã dành dụm được đủ để thụ tinh nhân tạo. Chỉ có điều, việc này anh đề nghị tôi tuyệt đối giữ kín, không được nói với ai, vì nó liên quan đến bản lĩnh đàn ông của anh. Nếu có ai biết vợ chồng anh không chăn gối thì anh sẽ rất xấu hổ. Tôi vì áp lực chuyện có con và cũng vì nhiều tuổi, lại thêm đời sống chăn gối không thể như bình thường, cũng đành chấp nhận theo ý của anh. Thưa quý vị, người vợ trẻ trong câu chuyện của chúng ta chịu thiệt thòi phải không quý vị? Sau đám cưới vợ chồng, họ chưa hề chung chăn gối. Liệu họ có bảo toàn được hạnh phúc gia đình không? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi được phát sóng vào Chủ nhật tuần này trên kênh Lao Động TV.